Xin chào. Tôi đang có mặt ở trên một đỉnh đồi cát ở Đông Hới, Quảng Bình, Việt Nam ạ. Chúng ta đang được ngắm bình minh ở trên biển. Kia ở phía xa xa kia mặt trời mọc lên từ biển đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Nếu mà các bạn được ở đây ấy, thì sẽ thấy là ánh nắng mặt trời lúc bình minh như thế này nó rất là dịu dàng và màu vàng của nó rất là nhẹ nhàng, nên là khi chiếu lên cát ấy nó rất là lung linh luôn ạ. Rất là lung linh. Thật là tuyệt vời. Wow. Sáng nay tôi đã dậy từ lúc 4:30 và di chuyển đi ra đến đồi cát và có mặt ở đồi cát lúc khoảng 5 giờ. Thì bây giờ là khoảng là 5:30 sáng đấy ạ. Bình minh đang rất là đẹp. Sáng ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đọc sách cùng nhau. Chúng ta sẽ đọc cùng với nhau hai tiêu đề ở trong quyển sách Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi. Tiêu đề đầu tiên, Trở thành không. Tiêu đề này ở trang 14 của cuốn sách ạ. Và tiêu đề Không trên, không dưới ở trang 19 ạ. Chúng ta bắt đầu nhé. Tôi sẽ đọc trước, các bạn lắng nghe ạ. Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của chúng ta là khi chết, chúng ta sẽ trở thành không. Nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và chấm dứt khi ta chết. Chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái không, nên khi chết chúng ta cũng không còn lại gì hết. Và chúng ta lo lắng vì sẽ trở thành hư vô. Bây giờ các bạn đọc lại cùng tôi nhé. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của chúng ta là khi chết, chúng ta sẽ trở thành không. Nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và chấm dứt khi ta chết. Chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái không, nên khi chết chúng ta cũng không còn lại gì hết. Và chúng ta lo lắng vì sẽ trở thành hư vô. Đoạn tiếp theo ạ. Tôi sẽ đọc trước ạ. Bụt có cái hiểu rất khác về cuộc đời. Ngài hiểu rằng sống và chết chỉ là những ý niệm không có thực. Coi đó là những sự thực, chính là nguyên do gây cho chúng ta khổ não. Bụt dạy không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống nhau cũng không khác nhau, không có cái ngã thường hằng cũng không có hư vô. Chúng ta thì coi là có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ. Bây giờ chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Bụt có cái hiểu rất khác về cuộc đời. Ngài hiểu rằng sống và chết chỉ là những ý niệm không có thực. Coi đó là những sự thực, chính là nguyên do gây cho chúng ta khổ não. Bụt dạy không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống nhau cũng không khác nhau, không có cái ngã thường hằng cũng không có hư vô. Chúng ta thì coi là có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc sang đến tiêu đề thứ hai, tiêu đề Không trên, không dưới ở trang số 19 ạ. Ý niệm về trên dưới cũng vậy. Cho rằng có trên, có dưới là sai. Cái gì ta nghĩ là phía dưới có thể ở phía trên của người khác, ở nơi khác. Các bạn đọc cùng tôi ạ. Ý niệm về trên dưới cũng vậy. Cho rằng có trên có dưới là sai. Cái gì ta nghĩ là phía dưới có thể ở phía trên của người khác, ở nơi khác. Đoạn tiếp theo ạ. Chúng ta đang ngồi đây và cho rằng phía trên là hướng bên trên đầu ta, còn đối nghịch với nó là phía dưới. Những người đang ngồi thiền ở bán cầu kia không đồng ý với ta được, vì phía trên của ta là phía dưới của họ. Họ không ngồi lộn ngược đầu. Các bạn đọc cùng với tôi ạ. Chúng ta đang ngồi đây và cho rằng phía trên là hướng bên trên đầu ta, còn đối nghịch với nó là phía dưới. Những người đang ngồi thiền ở bán cầu kia không đồng ý với ta được, vì phía trên của ta là phía dưới của họ. Họ không ngồi lộn ngược đầu. Đoạn tiếp theo. Các bạn nghe tôi đọc ạ. Ý nghĩ trên dưới có nghĩa là trên dưới cái gì đó mà thôi. Quan niệm trên dưới không áp dụng cho thực tại trong vũ trụ được. Đó chỉ là những quan niệm liên hệ tới môi trường ta đang sinh hoạt. Đó là những ý niệm cho chúng ta một tiêu chuẩn nhưng chúng không có thật. Thực tại không bị ràng buộc vào bất kỳ ý niệm nào. Các bạn đọc cùng với tôi ạ. Ý nghĩ trên dưới có nghĩa là trên dưới cái gì đó mà thôi. Quan niệm trên dưới không thể áp dụng cho thực tại trong vũ trụ được. Đó chỉ là những quan niệm liên hệ tới môi trường ta đang sinh hoạt. Đó là những ý niệm cho chúng ta một tiêu chuẩn nhưng chúng không có thật. Thực tại không bị ràng buộc vào bất kỳ ý niệm nào. Chúng ta sẽ đọc cùng nhau một lượt cả hai tiêu đề từ đầu đến cuối ạ. Trở thành không. Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của chúng ta là khi chết, chúng ta sẽ trở thành không. Nhiều người trong chúng ta tin rằng cuộc đời của ta bắt đầu từ lúc chào đời và chấm dứt khi ta chết. Chúng ta tin rằng chúng ta tới từ cái không, nên khi chết chúng ta cũng không còn lại gì hết. Và chúng ta lo lắng vì sẽ trở thành hư vô. Bụt có cái hiểu rất khác về cuộc đời. Ngài hiểu rằng sống và chết chỉ là những ý niệm không có thực. Coi đó là những sự thực, chính là nguyên do gây cho chúng ta khổ não. Bụt dạy không có sinh, không có diệt, không tới cũng không đi, không giống nhau cũng không khác nhau, không có cái ngã thường hằng, cũng không có hư vô. Chúng ta thì coi là có hết mọi thứ. Khi chúng ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt thì chúng ta không còn lo sợ. Đó là sự giải thoát. Chúng ta có thể an hưởng và thưởng thức đời sống một cách mới mẻ. Không trên, không dưới. Ý niệm về trên dưới cũng vậy. Cho rằng có trên có dưới là sai. Cái gì ta nghĩ là phía dưới có thể ở phía trên của người khác, ở một nơi khác. Chúng ta đang ngồi đây và cho rằng phía trên là hướng bên trên đầu ta, còn đối nghịch với nó là phía dưới. Những người đang ngồi thiền ở bán cầu kia không đồng ý với ta được, vì phía trên của ta là phía dưới của họ. Họ không ngồi lộn ngược đầu. Ý nghĩ trên dưới có nghĩa là trên dưới cái gì đó mà thôi. Quan niệm trên dưới không thể áp dụng cho thực tại trong vũ trụ được. Đó chỉ là những quan niệm liên hệ tới môi trường ta đang sống. Đó là những ý niệm cho chúng ta một tiêu chuẩn nhưng chúng không có thật. Thực tại không bị ràng buộc vào bất kỳ ý niệm nào. Như vậy, ngày hôm nay chúng ta đã đọc hết cùng với nhau hai tiêu đề trong cuốn sách Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi. Các bạn khi đọc cùng với tôi mà không theo kịp, các bạn hãy kiên nhẫn nhé. Các bạn hãy nghe lại nhiều lần và hãy tự tập đọc trước, rồi sau đó hãy đọc cùng với tôi. Và bây giờ nắng ở đây cũng bắt đầu nắng gắt rồi. Bây giờ tôi sẽ di chuyển về resort. Chúng ta kết thúc buổi học ở đây ạ. Xin chào, hẹn gặp lại. Đẹp quá, đẹp quá.